Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của công ty cổ phần công nghệ DS Việt Nam. Tôi là An, nhân viên kỹ thuật. Ở những video trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn bộ sản phẩm công tắc thông minh mang thương hiệu Vibo, có khả năng thay thế những công tắc cơ ở trong ngôi nhà của các bạn. Với hàng loạt tính năng thông minh, thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về chi tiết cài đặt bộ sản phẩm này. Đầu tiên, để tiến hành cài đặt thiết bị này thì chúng ta cần chuẩn bị đó chính là một chiếc điện thoại smartphone được kết nối với Wi-Fi có Internet. Và điều không thể thiếu đó chính là bộ điều khiển trung tâm Mini Hub và app Ovibo Home. Trước khi tiến hành cài đặt cho thiết bị thì chúng ta có 3 điểm cần lưu ý. Thứ nhất là đảm bảo tín hiệu sóng Zigbee từ bộ điều khiển trung tâm tới vị trí lắp đặt công tắc đèn. Cái điểm thứ hai đó chính là bộ điều khiển trung tâm Mini Hub này luôn được trực tuyến. Các bạn có thể kiểm tra được trạng thái này ở trong phần cá nhân và quản lý thiết bị của app Ovibo Home. Khi nhấn vào thì các bạn có thể thấy là trung tâm điều khiển đang được trực tuyến. Chúng ta sẽ kiểm tra được trạng thái này. Cái điểm lưu ý thứ ba đó chính là khi bắt đầu cấp nguồn cho thiết bị, xác định đúng chân lửa và nguội để được cấp nguồn cho thiết bị. Ở đây tôi sẽ quy định dây lửa là dây màu đỏ và đấu vào chân lờ. Sau đó tôi sẽ cấp trung mát. Đấu tải cho đúng đầu ra là L1 của thiết bị. Đối với dòng thiết bị này, để kích hoạt chế độ cài đặt thì các bạn chọn một trong 3 nút nhấn bất kỳ này, sau đó nhấn 4 lần và giữ ở lần thứ 5 để kích hoạt chế độ cài đặt. Các bạn có thể thấy trạng thái đèn LED ở trên thiết bị đang thay đổi trạng thái nháy liên tục, sau đó chúng ta nhấn thêm một lần nữa. Trạng thái đèn LED sẽ chuyển sang nháy chậm dần. Và chúng ta dùng điện thoại để bắt đầu tiến hành cài đặt. Để bắt đầu cài đặt, trên điện thoại chúng ta nhấn vào app Ovibo Home. Sau đó chọn biểu tượng dấu cộng ở góc phải phía trên màn hình. Chọn dòng công tắc thông minh, loại công tắc. Nhấn bắt đầu để thêm, để thiết bị có thể ghép nối được với Mini Hub và đồng bộ cùng với Cloud. Sau khi đã quét thấy thiết bị, các bạn có thể nhấn vào nút cài đặt để đặt tên cho từng công tắc ở trong phòng và thích hợp với những cái vị trí ở trong phòng mình. Ví dụ tôi đặt là công tắc phòng khách 1. Quay lại làm tiếp. Phòng khách 2. Và phòng khách 3. Như vậy là chúng ta đã tiến hành cài đặt xong. Khi nhấn vào nút đã xong, màn hình sẽ quay về nút trang chủ. Ở trên cái giao diện trang chủ này, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những cái cài đặt của chúng ta được lưu trữ tại đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử thao tác để xem thiết bị có hoạt động đúng vị trí không. Tôi đã đấu nối vào chân L1 cho chiếc bóng này và đặt tên ở trên nút công tắc ở trên phần mềm, đó là phòng khách 1. Tôi sẽ nhấn vào phòng khách 1. Đó. Vậy là trạng thái thiết bị đã hiển thị đúng, các bạn có thể nhìn thấy ở dấu chấm là đèn đã đang được bật. Tắt đi. Về tính năng hẹn giờ, ở trên giao diện trang chủ, chúng ta nhìn thấy đó là phòng khách số 1. Tôi sẽ nhấn vào nút 3 chấm. Sau đó chọn thêm hẹn giờ. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng. Và đặt thử. Đèn này sẽ được bật và tắt đi sau 1 phút. Bây giờ tôi sẽ đặt là bật vào lúc 14:59. Sau đó đèn sẽ tắt đi vào lúc 3 giờ đúng. Hành động ở đây tôi chọn là tắt. Lưu lại. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong tính năng hẹn giờ. Chúng ta có thể đợi một lúc để xem thiết bị hoạt động có đúng hay không.
đèn đã được bật lên và chúng ta đợi sau một phút nữa và là vào lúc 3 giờ đúng để xem thiết bị hoạt động có đúng hay không. Đèn đã được tắt đi vào đúng lúc 15 giờ đúng, như vậy là thiết bị hoàn toàn hoạt động đúng như những gì tôi đã cài đặt. Tiếp theo là những cài đặt về phần kịch bản tự động hóa. Thì ở trên giao diện trang chủ, các bạn nhấn sang tab cá nhân, chọn phần kịch bản, nhấn vào dấu cộng ở góc phải phía trên màn hình. Chúng ta đặt tên cho thiết bị, cho cái kịch bản này. Ví dụ như là tôi muốn lắp cái bóng đèn này ở hành lang và kết hợp cùng với cảm biến phát hiện hành lang này. Khi có người đi qua, cảm biến sẽ phát hiện được và thực hiện là bật bóng đèn này lên, sau đó mà tắt đi. Tôi sẽ thực hiện cái kịch bản này, đặt tên đó là phát hiện chuyển động. Đầu tiên chúng ta cần thêm một điều kiện bắt đầu. Nhấn vào phần thêm thiết bị, chọn cảm biến của chúng ta là cảm biến phát hiện chuyển động, nhấn vào là phát hiện chuyển động. Thêm tác vụ thực hiện là bật đèn, ra chọn bóng đèn này, thì là có khách 1. Thực hiện hành động là bật lên ngay lập tức khi phát hiện chuyển động. Tiếp tục thêm để bóng đèn có thể tắt đi khi có người di chuyển qua. Chúng ta vẫn làm lại những bước như cũ, nhưng chọn hành động đó là tắt đi và đặt thời gian trễ, sau đó là 10 giây. Rồi nhấn lưu lại. Bây giờ tôi sẽ thử kiểm tra xem cảm biến có thể phát hiện chuyển động và tự động bật đèn hay không. Các bạn đã thấy đèn đã được tự động bật lên và sau đó nó sẽ tắt đi sau 10 giây. Như vậy là kịch bản tôi xây dựng, thiết bị đã hoạt động rất chính xác. Chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện thêm một kịch bản nữa đối với cảm biến phát hiện đóng mở cửa. Ví dụ kịch bản ở đây tôi mong muốn đó là khi cửa được mở ra thì bóng đèn này sẽ được bật lên và khi đóng vào thì bóng đèn sẽ tắt đi ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ thực hiện luôn cái kịch bản này. Ở trong giao diện tự động hóa, chúng ta vẫn tiếp tục nhấn vào biểu tượng dấu cộng, đặt tên cho thiết bị đó là phát hiện mở cửa. Mục đầu tiên thêm điều kiện bắt đầu đó chính là phát hiện mở cửa này, cảm biến sẽ được bật lên, bật lên tức là cửa mở ra. Thực hiện một cái tác vụ đó chính là chọn bóng đèn phách 1, hành động là được bật lên, thời gian là ngay lập tức, sau đó lưu lại. Tiếp tục tạo thêm một kịch bản nữa để cho cảm biến có thể phát hiện được đóng cửa, bóng đèn tắt đi. Chúng ta nhấn tiếp vào dấu cộng, đặt tên là phát hiện đóng cửa. Chọn đầu tiên vẫn là thiết bị, cảm biến phát hiện mở cửa, chọn dòng tắt. Thực hiện tác vụ đó là tắt đèn phòng khách 1 ngay lập tức. Nhấn lưu lại. Sau đó tôi sẽ thực hiện kiểm tra cái thao tác này xem kịch bản của tôi có được thực hiện đúng không. Các bạn có thể thấy khi tôi tách cảm biến cửa này ra thì thiết bị bóng đèn đã được bật lên và bây giờ tôi sẽ ghép vào, bóng đèn đã được tắt. Như vậy là kịch bản đã hoạt động theo đúng những cái gì cài đặt mà tôi mong muốn. Tiếp theo đó chính là những tính năng về ngữ cảnh. Thì ở đây Ovibo đã cung cấp cho chúng ta một loại công tắc để hoạt động ngữ cảnh mà không cần sử dụng đến phần mềm. Bây giờ tôi sẽ thực hiện một cái thao tác cài đặt cho công tắc này, có thể điều khiển công tắc này bật bóng đèn này lên mà không đấu nối tải. Về công tắc ngữ cảnh và công tắc có 3 đầu ra cho tải thì về ngoại hình bên ngoài mặt trước thì sẽ rất giống nhau. Cái cách để chúng ta có thể phân biệt được ở đây thì các bạn có thể quay về mặt phía sau. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy
công tắc có 3 đầu ra cho tải, thì ngoài hai cái chân cấp nguồn này chúng ta sẽ có 3 đầu ra nữa để cho tải. Đối với công tắc ngữ cảnh thì chỉ có cái đầu cung cấp nguồn thôi, còn ở phía sau thì sẽ không có đầu ra cho tải. Thì đây chính là cái cách để chúng ta có thể phân biệt được giữa công tắc ngữ cảnh và công tắc có 3 đầu ra cho tải. Với loại công tắc này tuy không có đầu ra cho tải nhưng mà về cách đấu nối thì chúng ta vẫn tiến hành đấu nối, xác định rõ dây lửa, dây mát cho việc đấu nối đúng quy chuẩn. Đây, như vậy là đây là dây lửa của tôi. Đấy, như vậy là chúng ta đã đấu nối xong. Để thao tác tiến hành cài đặt, đối với tất cả các loại công tắc của Ovibo thì chúng ta chọn một trong ba cái nút này để bấm 4 lần nhanh và giữ ở lần thứ 5 để kích hoạt cái chế độ của reset hoặc là cài đặt cho chiếc công tắc này. Thì các bạn ấn 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, như vậy là chúng ta đã thấy đèn LED đã thay đổi từ cái trạng thái nháy không nháy sang nháy rất nhanh. Bấm tiếp thêm một lần nữa, đèn LED sẽ quay lại cái trạng thái đèn nháy chậm chậm như thế này. Đây là trạng thái đang cài đặt. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cài đặt. Sau khi đã kích hoạt xong cái chế độ cài đặt ở trên chiếc công tắc thì chúng ta sẽ quay trở lại ở cái app Ovibo. Ở trên màn hình giao diện chính trang chủ, các bạn có thể ấn vào nút dấu cộng ở góc phải của trên màn hình. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là công tắc thông minh và chọn loại công tắc và nhấn vào nút bắt đầu để thêm. Chờ một lúc để cái công tắc này có thể ghép nối được đến bộ điều khiển trung tâm. Sau khi thiết bị đã được dò quét xong thì các bạn nhấn vào nút cài đặt. Chọn cái dòng tên thiết bị, ở đây chúng ta có thể đặt tên luôn cho thiết bị. Tôi sẽ đặt tên cho nó là công tắc ngữ cảnh. Tiếp theo là chọn phòng cho thiết bị. Phòng vừa rồi tôi đã vừa tạo xong, tôi sẽ đẩy vào phòng đó. Xác nhận. Như vậy là sau khi quay lại cái phòng của chúng ta thì tôi đã nhìn được cái chiếc công tắc ngữ cảnh này. Khi tiến hành cài đặt xong, phần mềm đã nhận dạng được công tắc. Chúng ta quay lại giao diện trang chủ sẽ thấy là công tắc ngữ cảnh được hiện lên bên cạnh ba nút công tắc kia. Chúng ta nhấp vào công tắc ngữ cảnh. Tôi sẽ đặt nút số 1 là bật hai bóng đèn này lên cùng một lúc. Nên là công tắc này sẽ điều khiển công tắc này bật hai bóng đèn này lên cùng một lúc. Ở phần công tắc ngữ cảnh, chúng ta chọn dòng thứ nhất, hiện đang chưa có cài đặt gì, nhấn vào đó. Thêm ngữ cảnh ở đây, chúng ta chọn là online on, là tất cả đèn bật lên. Sau đó lưu lại. Ở trên phím số 1, chúng ta có thể bấm được luôn, đó là đèn được bật lên tất cả. Tiếp theo đó là ở phím số 2, tôi sẽ cài đặt để cho từng bóng đèn này vừa bật vừa tắt, một dạng như là công tắc đảo cầu thang của chúng ta. Ở trong giao diện phần mềm, chúng ta tiếp tục nhấn vào nút số 2 và chọn cái dòng là thêm hoạt động của thiết bị. Thiết bị lựa chọn đó là phòng khách 1, thực hiện cái hành động là vừa bật và vừa tắt, và nhấn bật tắt được ngay trên chiếc công tắc này. Lưu lại. Tiếp theo là đặt tiếp với nút số 3, cũng chọn hoạt động thiết bị, chọn phòng khách số 2, thực hiện bật tắt. Bây giờ tôi sẽ thực hiện những cái thao tác vừa rồi tôi đã cài đặt kịch bản ở trên chiếc công tắc này. Các bạn có thể nhìn lại là hoàn toàn chúng ta không có tải và sẽ điều khiển công tắc này thực hiện bật hai bóng đèn này lên và tiếp tục là bật hoặc tắt. Nút số 1 tôi đã cài đặt là nhấn một lần sẽ bật tất cả thiết bị lên. Các bạn có thể thấy thiết bị của chúng ta được bật lên.
Nút số 2 tôi đã cài đặt là bật và tắt bóng số 1. Đấy, các bạn có thể thấy ở trên màn hình đó là bóng đèn đã được tắt đi. Tiếp theo là bóng đèn số 2 sẽ tắt đi. Và có thể bật và tắt. Như vậy là tôi đã hoàn thành cái bước hướng dẫn cài đặt cho chiếc công tắc này để hoạt động về ngữ cảnh. Để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng, Ovibo còn cung cấp cho chúng ta tính năng điều khiển và giọng nói. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Assistant, trợ lý ảo thông minh ở ngay trên chiếc điện thoại của mình, có thể điều khiển, bật và tắt thiết bị. Để làm được hành động này, chúng ta cần có thêm một app nữa, đó chính là app Google Home. Các bạn có thể lên kho ứng dụng để tải ứng dụng này về. Sau khi tải ứng dụng về, chúng ta truy cập vào app và đăng nhập vào account của mình, account Google. Tiếp theo, đó là ấn vào dấu cộng ở góc phía bên trái màn hình, nhấn vào mục thiết lập thiết bị, chọn dòng hoạt động với Google. Sau đó sẽ hiện lên một list những nhà sản xuất thiết bị Smart Home được liên kết với Google. Chúng ta lựa chọn đó chính là mã Homemade. Sau đó đăng nhập cái app ở trên phần mềm Ovibo Home của mình vào để liên kết với tài khoản. Sau khi tài khoản đã được liên kết, các bạn chọn những cái thiết bị mà mình cần để điều khiển bằng giọng nói. Ở đây tôi đã đặt tên cho hai chiếc bóng đèn này, đó là Living Room 1 và Light 2. Tôi sẽ chọn hai thiết bị này để thêm vào phòng của mình. Chọn địa chỉ của phòng và di chuyển thiết bị tới. Ở đây tôi sẽ chọn ví dụ là phòng khách. Sau đó thoát ra. Tôi sẽ dùng trợ lý ảo để điều khiển thiết bị. Turn on Living Room 1. Turn on Light 2. Turn off Living Room 1. Turn off Light 2. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện cách để sử dụng trợ lý ảo ở trên điện thoại của mình để có thể điều khiển bật và tắt thiết bị. Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn các bạn các chi tiết cài đặt và cấu hình cho bộ sản phẩm công tắc thông minh đến từ thương hiệu Ovibo. Như các bạn có thể thấy, bộ sản phẩm công tắc này có khả năng cài đặt và lắp đặt rất dễ dàng, với hàng loạt những tính năng thông minh, đó là điều khiển và giám sát thiết bị từ xa thông qua Internet, xây dựng kịch bản và ngữ cảnh thông minh. Ngoài ra còn có thể điều khiển được bằng giọng nói. Mọi thông tin về sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ công ty cổ phần công nghệ DS Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.